các lý do tại sao thị trường chứng khoán hôm nay đạp mạnh đến như vậy và liệu thị trường sẽ giảm về đến đâu. Hôm nay mùng 5 tháng 8 thị trường giảm gần 50 điểm với 100 mã nằm sàn. Và nếu thống kê thì trong vòng 1 năm qua thị trường chỉ có 3 phiên duy nhất giảm từ 50 điểm trở lên và hôm nay là một trong số phiên đó. Vậy thì anh chị bây giờ mới đi tìm các lý do tại sao thị trường đạp mạnh có lẽ đã là quá muộn. Tất nhiên em Tuấn Hưng vẫn tiếp tục làm một video ngắn chỉ để lý giải các lý do này. Bởi vì nó có thể không giúp tài khoản anh chị quay trở lại thời điểm ban đầu, không thể giúp anh chị có thể đưa lại các quyết định đó, nhưng nó sẽ giúp anh chị trong tương lai thoát được các cú sập nhờ vào việc thứ nhất là giúp anh chị nhìn nhận được cái cách tư duy của anh chị có sai ở đâu hay không. Mặc dù là mình đã nói rất trước đó, thứ hai anh chị nhìn nhận được những broker, những người rất nổi tiếng, những kênh YouTube lớn nói cho anh chị những cái lý do rất là bồ câu, rất là ối giời, ví dụ như là lãi suất sắp giảm, tiền sắp rẻ, chúng ta phải mua đi, phải full margin. Thì em Tuấn Hưng trong video này sẽ chỉ ra tại sao cách đây vài tháng, hàng một tháng trời em liên tục nhắc và anh chị không tin, thì bây giờ em vẫn nhắc lại những lý do đấy, nhưng bây giờ thì anh chị sẽ tin và hy vọng rằng là xem hết video này anh chị sẽ ngộ ra rằng ai là người sẽ xứng đáng đồng hành với anh chị trong thời gian tới nhá. Đầu tiên hôm nay em nhắn với khách hàng rằng hôm nay thị trường thanh khoản rất là thấp thì nó có hai vấn đề, thì lít lát nữa mình sẽ nhắn cái đồ thị kỹ thuật này sau và các lý do cho cú sập này thì mình sẽ đưa ra bốn lý do chính. Thứ nhất là vĩ mô thế giới Nhật Mỹ Hàn Quốc, tại sao mọi người vẫn không tin vào điều đấy mà có mỗi một mình em nói, đó là Việt Nam sớm hay muộn sẽ đi theo thị trường thế giới thôi. Và một lý do nữa là tỷ lệ margin cao, em đã nói cách đây một tháng rồi, có cả một video riêng biệt để nói về margin nhưng không ai đã tin điều đấy. Và bây giờ thì thực sự mình khẳng định luôn sắp call margin ngày mai. Và cuối cùng là chính trị đang cần phải sự ổn định và đồ thị kỹ thuật thì mình sẽ làm ở cuối video này hoặc là video tới. Thì quay trở lại câu chuyện rằng em đã nói rồi ở đây, đầu tiên là các lý do cho cú sập này về vĩ mô thế giới Nhật Mỹ Hàn Quốc, thì thứ nhất đó là do sự kỳ vọng quá đà vào một cái trend trend chủ đạo vừa rồi, đó là trend công nghệ, trend AI. Và khi cái báo cáo tài chính quý 2 vừa rồi ra của Mỹ nó không được như kỳ vọng thì đương nhiên như kỳ vọng người ta còn bán, huống chi là không như kỳ vọng thì người ta bán càng mạnh. Đây này, đầu tiên là trí tuệ AI và cái ngành sản xuất chip này và những ngành đi theo, ví dụ như là hóa chất này, những ngành vận tải ví dụ vậy, đã có những kỳ vọng quá cao nhưng lại không thể thực tế. Và khi mà cái báo cáo tài chính ra cách đây khoảng 5 đến 10 ngày thì các ông đầu như là Amazon, Apple, Meta, Facebook, Microsoft, kể cả Nvidia là cái con chủ đạo ấy, thì kết quả rất thất vọng và lập tức là cổ phiếu đổ đèo, và lập tức rằng tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ, đến Nasdaq Mỹ lập tức rơi. Chúng ta có thể nhìn trong các đồ thị hiện giờ đúng không, chúng ta có thể nhở ra như vậy. Đây là Nvidia là con chủ đạo cho trend công nghệ vừa rồi đã gãy, gãy từ mình đã nhắc gãy từ rất lâu rồi nhé, mình bảo khi từ phiên này mình đã bảo gãy rồi nhé, ai xem video mình đều để ý thấy, mình bảo thậm chí lần thứ hai mình cảnh báo là hai đỉnh để mình bảo đây là đầu tiên. Và chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu nhóm công nghệ của Nasdaq của Mỹ thì rơi rất sâu, rơi cực kỳ nhiều luôn, tính từ đỉnh 15% từ đỉnh. Việt Nam chơi chưa ăn thua gì nhé, Việt Nam tính từ đỉnh thì bây giờ chơi chưa đủ 15% nhá, từ đỉnh giờ Việt Nam rơi có 8%, vẫn ít hơn mặc lùa. Đấy là một câu chuyện rằng chúng ta nhìn thấy cái lý do thứ hai mà ảnh hưởng đến cái trend công nghệ này. Công nghệ này sập ấy, thì đương nhiên coin sập theo nhá, anh chị em nhớ đấy, coin là thường đi theo những bọn công nghệ đấy nhá. Cái lý do thứ hai cũng liên quan đến vĩ mô, đó là mọi người thì kỳ vọng vào Fed giảm lãi suất, nhưng từ cách đây tháng 4 mình đã nói, hôm đấy là đi du lịch Phú Quốc cùng anh em quản lý VPS, mình đã nói Fed chúng ta đang kỳ vọng vào Fed giảm lãi suất và chúng ta thị trường sẽ vẫn tăng khi cái kỳ vọng đấy vẫn còn. Nhưng đôi khi khi cái kỳ vọng đấy ra, nghĩa là không còn kỳ vọng nữa, thì lại là lúc người ta bán và sập. Và bây giờ nó đang phản ánh rất đúng cái câu nói của em cách đây 3 tháng, nó đang phản ánh vấn đề rủi ro suy thoái nữa. Vậy thì hiểu như thế nào? Bình thường chúng ta có câu tin xấu thì lại là tin tốt, có nghĩa là tin xấu ra nó sẽ bớt xấu đi. Quay lại anh em mà nghe Dũng FPT hay mấy ông Quách Mạnh Hào ấy thì suốt ngày nghe được cái câu này luôn. Nhưng rõ không phải bao giờ thị trường nó cũng như vậy. Khi mà tin này Fed cắt lãi suất sớm thì nó thể hiện cái dấu hiệu rằng thị trường chứng khoán Mỹ
kinh tế Mỹ nó đang phản ánh một dấu hiệu nó đang ốm, nó đang chuẩn bị hẹo ở nơi rồi. Đặc biệt là kết hợp với việc rằng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong mức 3 năm, có nghĩa rằng nó đang ốm. Chúng ta hiểu nôm na giống như việc con người ấy. Anh chị có vừa nghe em vừa nói vừa đọc cái câu chuyện này này. Đấy, thì như chúng ta là người ốm, nếu chúng ta hơi đau họng một chút, chúng ta chỉ xúc miệng nước muối hoặc ngậm mà alpha chay kháng viêm thôi. Nhưng khi mà nghĩa là chúng ta chưa phải sử dụng kháng sinh, chưa phải giảm sốt, nhưng khi mà chúng ta ngậm làm những điều đấy mà chúng ta không khỏi được ấy, thì lập tức dấu hiệu là chúng ta phải uống kháng sinh, chúng ta phải tiêm, phải truyền. Và lúc đấy thực sự là chúng ta đã ốm liệt giường rồi. Thì cái chứng khoán Mỹ cũng như vậy. Khi mà Fed phải cắt lãi suất, có nghĩa rằng là cái thị trường kinh tế của Mỹ nó đang thực sự có vấn đề, nó không chịu được nữa rồi, và người ta bắt buộc phải dùng doping giai đoạn cao. Thì đấy là rõ ràng chúng ta nhìn thấy đây là một cái tư duy mà anh chị có thể học hỏi trong tương lai. Có nghĩa khi tin xấu thì chưa chắc là tốt, mà tin xấu ấy, tin tốt lại là dở hơi đấy. Thì đấy, chúng ta nhìn thấy cách đây một bài học thôi, vừa rồi là mùng 1 tháng 8 đúng không, tin về luật đất đai đấy, các công ty bất động sản làm sao đấy. Thì đây là một cái bài học về vừa là lý giải cho cái cú sập lần này, vừa là một cái tư duy cho anh chị. Và một cái tư duy nữa, một cái lý do nữa cũng liên quan đến thế giới và vĩ mô Nhật Mỹ Hàn, đó là động lực tăng mạnh của yên Nhật. Thì chúng ta phải hiểu rằng Nhật bây giờ là lần thứ hai tăng lãi suất đấy, và lập tức rằng sức mạnh đồng yên được tăng lên. Nhưng khi đồng yên được tăng lên thì có nghĩa là đại đa số các công ty Nhật nó xuất sang nước ngoài, nó xuất khẩu, nghĩa là nó được lợi rất nhiều từ đô la. Nhưng khi đồng yên tăng lên, rõ ràng rằng cái lợi nhuận của nó lại bị thu hẹp lại. Thì đấy là một cái dấu hiệu giống như các công ty xuất khẩu của Việt Nam thôi. Khi mà đồng đô la suy yếu, đồng tiền Việt Nam tăng lên, thì những công ty xuất khẩu đấy vô hình chung bị thiệt hại. Đây là động lực làm trao đảo đến thị trường. Và đây là ba cái động lực này, chúng ta có thể thấy là khi mà cái động lực này xảy ra thì lập tức rằng Nhật Bản, nhiều người sẽ bảo ô cổ phiếu Penny này đây hả em, cổ phiếu Upcom hay sao mà nó giảm đến 13%. Xin lỗi, đây là chứng khoán Nhật Bản. Anh chị em có thể nhìn thấy một cú rơi mà chỉ với hai phiên rơi thì nó lấy hết toàn bộ đà tăng của từ tháng 11 năm 2023. Có nghĩa là tăng đâu đó khoảng tầm 9 tháng mà chỉ rơi 2 ngày thì bay gần như hết. Nói chung là 2 tuần bay hết. Và đặc biệt là 2 ngày này thì rơi gọi là kinh khủng luôn. Và chúng ta phải thấy rằng là trong thị trường thì không ai nói trước được bất cứ một điều gì cả. Do đó chỉ khi nào chốt lời được, đút tiền vào túi thì mới là thành công. Một bài học kinh nghiệm nữa đó là dài hạn hay ngắn hạn nó không quan trọng. Bằng việc anh chị dài hạn nhưng anh chị không đút được tiền vào túi thì mình đã nói rồi, Vinamilk là một ví dụ. Đây, dài hạn hả? Anh chị dài hạn đi. Đúng không? Dài hạn đây. Đúng không? Đôi khi rằng ngắn hạn mua 2020 bán 2021 một năm, anh chị đút túi so với ông dài hạn quay về số 0. Lúc đấy mình chưa kể cái câu chuyện dài hạn hơn nữa. Đúng không? Kể cả những cổ phiếu HBC đây đúng không? Dài hạn hay không? Đấy, HBC đấy. Ngày xưa đình đám một thời đúng không? Ai mà chỉ biết Hòa Xây Hòa Bình 2017 nghe đấy hoặc choáng váng rồi. Nhưng dài hạn sao? Giữ từ 17 đến giờ, 6 năm trời, hủy niềm yết. Cho nên là dài hạn hay trung hạn chỉ là cái cách của các broker như ông Quang Dũng, như ông Phục Aget Fin Tích Sản hô hào để lùa các anh chị. Bởi vì dài hạn là cái người ta không biết sai hay đúng, người ta hô và anh chị cứ tự tin mua. Bởi vì khi em nói rằng là thị trường rủi ro thì đương nhiên không ai dám mua. Nhưng mà hô rằng tích sản, người ta sẽ nghĩ bây giờ sai, sau này sẽ đúng. Vậy thì em hỏi câu chuyện rằng đấy, dài hạn đây. Đấy, dài hạn đấy. Cho nên là anh chị, đây là một cái bài học để anh chị có thể lựa chọn những broker ngắn hay dài không quan trọng. Bằng việc ai là người dám đút tiền lãi vào túi, đấy là cái mình chia sẻ đầu tiên quan trọng. Vậy thì một cái lý do nữa đó là, để mình đã đi trình bày xong ba lý do về vĩ mô của Nhật Bản với Hàn Quốc rồi nhé. Vậy chốt lại nhé, là do chân công nghệ gãy, do Mỹ bắt đầu giảm lãi. Đây là cái câu trả lời rằng ai mà tin rằng Mỹ giảm lãi sẽ tăng là Việt Nam sẽ giảm lãi theo, giảm áp lực tỷ giá. Hãy đề phòng những broker có những câu nói đấy nhé. Bởi vì em đã nói rất lâu rồi, Fed giảm lãi là thôi. Và cái thứ ba đó yên Nhật tăng. Vậy thì chúng ta đến với cái lý do tiếp theo, đó là tỷ lệ margin rất cao. Anh chị em nhớ rằng là mình đã có một cái video đúng không? Đây, video cách đây mới làm thôi. Tình trạng margin căng ngày 11 ngày trước. Anh chị em nào xem video này nhé, thì em chia sẻ rất là kỹ. Tất nhiên khi video này ra thì rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, rất nhiều broker
mà theo trường phái gọi là lùa gà hô lên, thôi chị tự tin nắm giữ đi, thị trường vẫn tốt, thôi chị nắm giữ đi, tỷ giá bây giờ đã bắt đầu suy yếu, không còn áp lực tỷ giá, thì hãy đề phòng và hãy cạch mặt những broker đó. Bởi vì em đã nói rất nhiều rồi, tỷ lệ công ty anh chị, nói chung là nói lại ấy, thì anh chị cứ xem lại video cho chắc chắn này, 9 phút thôi, bây giờ em chỉ nhắc lại sơ qua, nói một câu rằng là công ty chứng khoán thì vẫn còn tiền cho anh chị vay, nhưng mà tỷ lệ của anh chị không đủ thì nó sẽ côn thôi. Đây là phần mềm quản lý BD của em này. Đấy, mình chỉ gõ một câu là DG. Đấy, 30% đã đủ để côn chưa? Đúng không? Đây đã đủ để côn anh chị em chưa? Đúng không? Những cổ phiếu TSS này 9%, 10%, 18% rồi. Rất nhiều người, à bác này em vẫn còn lãi này. Giỏi. Bác này cực kỳ giỏi luôn. Đấy, nhìn này, lỗ lè thế ra rồi này. Đấy, thì anh chị nhìn xem đã lỗ chưa, chuẩn bị côn nhé. Đây mình chỉ xem cái SI này, 30% đã chuẩn bị, ông này chuẩn bị côn chưa, nếu bạn đến full margin chuẩn bị côn chưa, 20% côn chưa. Đấy là lý do người ta nói sách mách có trứng chứ không phải nói bừa nói ẩu. Mà mình nói luôn VPS ngày mai bắt đầu côn margin. Khách hàng của mình nhé, cũng có một người nhé, khách hàng đây mình che tên rồi cho anh em đỡ xấu hổ rồi. Đây, phần mềm quản lý, quản trị tài khoản, quản lý khách hàng theo tài khoản margin, call margin rồi nhá. Đây call margin, đây một người khách hàng margin và tất cả khách hàng này á, đây mình giấu đi rồi không ai nhìn được tên đâu nhá. Những khách hàng này chuẩn bị call chưa, 0,38, 0,4, rất nhiều người chuẩn bị call rồi nhá. Đấy, giảm tài khoản này giảm thêm 6 triệu nữa call này. Đấy, thì đấy là cái mà chia sẻ, nói có sách mách chứng. Ai bảo anh chị rằng là không có margin, lập tức chuyển đổi đội nhóm đi nhá. Thì đây là còn một cái phần cuối mà mình sẽ làm, đó là đồ thị kỹ thuật toàn thế giới đang khá là tan hoang, thì mình sẽ chia sẻ ở đây thế giới đấy dễ xem thôi. Hôm qua mình đã bảo rồi, Nhật Bản rơi kinh khủng không ai tin đúng không, nghĩ Việt Nam vẫn đi ngược này. Hàn Quốc rơi kinh khủng, Hàn Quốc không thua, mà mình nói là Hàn Quốc giống như Việt Nam, Hàn Quốc cực kỳ giống Việt Nam, mình bảo rồi. Cho nên anh chị cứ bảo là ông nhìn thế giới nhiều thế, không nhìn thế giới thì làm sao thoát được cú sập này, anh chị có đồng ý em không? Anh chị em nhìn nè, không nhìn thế giới này, Hàn Quốc nó cũng rơi giống mình nè, hồi trước nó cũng rơi đấy. Đấy, những cú rơi lớn sẽ bắt đầu từ cú rơi nhỏ chứ. Đấy, có khi rơi trước thì nó sẽ rơi chậm lại đúng không, đến nó rơi từ tháng 1 đã rơi rồi nhá. Hàn Quốc này tháng 8, tháng 9 nó bắt đầu rơi rồi, tháng 1 nó rơi xong rồi, nó bắt đầu đi ngang. Thì Việt Nam à, tháng 4 bắt đầu rơi, đấy, bắt đầu đi ngang theo. Nghĩa là tháng 1 Việt Nam vẫn còn đây này, đấy, anh chị em nhìn đấy. Hàn Quốc rơi rồi, sớm của Việt Nam rơi, mình khẳng định luôn. Nếu mà mình đo một cái cách gọi là gì đó, ví dụ Hàn Quốc, đây là cái đáy của tháng 10 này, đáy tháng 10 2023 và đáy tháng cuối 2022 nhá. Đây là mình so sánh một cái tương đương thôi, không không phải toàn bộ nhá. Thì nếu mà Hàn Quốc về đến đây nhá, thì mình nói thật, Việt Nam nhẹ cũng sẽ về đến đây. Về đến đây là nhẹ, bình thường ấy nhẹ nhá, là phải vén vớ vẩn vén đây là rất bình thường thôi. Cái đấy thì mình sẽ chia sẻ sau trong cái video kế tiếp. Ngay hôm nay mình sẽ làm hai video để tách biệt ra, thì đây video đầu tiên đồ thị toàn thế giới mà mình nói rồi, tan hoang coi này, thủng thủng Đức này, thủng sợ chưa, về luôn từ tháng, từ đầu năm rơi 3 cây, 3 cây tăng từ tháng 2 cho đến tháng 7 là 5 tháng, tăng 5 tháng rơi trong 3 ngày. Đấy, cho nên là Việt Nam em nói thật ấy, là nếu mà đến trước ngày hôm nay thì mình mới khẳng định nha, Việt Nam mà đánh quá nhân đạo. Chẳng qua là anh chị bị các cái đội nhóm nó hô mua nhiều quá, bị các cái ông như là Dũng FPT, đấy, Quang Dũng FPT các thứ ấy, ông lùa, ông ấy cho anh chị quá tự tin. Và mình nói thẳng luôn, mình không phải nói xấu đồng nghiệp hay gì đâu. Quang Dũng FPT 2022 chết chết nặng luôn. Bởi vì anh chị em cứ search lại các cái bài của Quang Dũng FPT năm 2022, xin lỗi rối rít nhà đầu tư. Bởi vì sao? Ông đấy là người không thức thời. Mặc dù nói thật, anh đấy kiến thức khá là tốt. Mình cũng có một kiến thức học được của anh đấy, mình học lại luôn. Đó là mùa chốt lời. Nhưng mà anh đấy là người sáng tạo ra cái kiến thức đấy, nhưng mà anh không áp dụng được. Trong khi mình là người học theo, mình áp dụng không chệch phát nào. Tháng 9 này, 2023 mình té, đúng tháng 9 rồi. 1, 4, 7, 10 là cái té. 1, 4, 7, 10 là té. Tháng 4 này mình cũng té này, thoát được cú sập.
tháng 7 mình cũng té đấy. Lý do mình bảo cứ 1, 4, 7, 10 anh chị cẩn thận cho em. Đúng không? Cứ 1, 4, 7, 10 này. Đây là tháng 10 này. Tháng 8, tháng 9 này. Cuối tháng 9, đầu 10 này. Đây là tháng 4 này. Cứ 1, 4, 7, 10 anh quyết bán chui tháng 1 này. Đây là tháng 7 này. Cứ 1, 4, 7, 10 anh chị né cho em. 1 này. 4 này. 7 này. 10 này. Cứ 1, 4, 7, 10 anh chị cẩn thận. Thật sự cẩn thận. Chỉ có một lần duy nhất này. Đây là tháng 7 này tăng này. Tháng 7 này thì tăng thật. Có mỗi một lần thôi mà cứ 1, 4, 7, 10 anh chị cẩn thận cho em. Nhá. Thì nếu mà những chia sẻ này giúp ích cho anh chị trong quá trình kinh nghiệm đầu tư sắp tới, hoặc đơn giản là đây em là đây em đang mời anh chị về nhóm em bán hộ, anh chị có tài khoản đưa em bán hộ, anh chị mua đi, anh chị không quyết đoán bán em vào bán hộ cho khách hàng GMD này, mình báo hôm trước bán đúng không, chuẩn 80, mình báo Masan hôm qua mình bảo bán, ai cười mình đúng không đấy nhá. Thì đấy là ba video kế tiếp em sẽ nói tiếp cái vấn đề rằng là giảm về đâu nhá. Thì hôm nay tạm thời làm hẳn hai video cho chúng ta tham khảo nhá. Video chỉ nói về các lý do đảm mạnh về tư duy để anh chị thay đổi tư duy thôi nhé. Mình cảm ơn, đợi mình làm chút, mình nghỉ một chút rồi mình làm video kế tiếp rằng giảm về đâu khi nào bắt đáy.